cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng gồm Đỗ Việt Hùng, sinh năm 1989, ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lê Trường Giang, sinh năm 2000, ở xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và Đào Thanh Bình, sinh năm 1991, ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng đã giả bán phần mềm định vị, giám sát điện thoại qua mạng xã hội, rồi chiếm đoạt tiền của người đặt mua phần mềm. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã làm rõ, từ ngày 8 tháng 5 năm 2023 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 21 người ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt được là 135 triệu đồng. Khi mà khách hàng từ trên fanpage liên lạc với tôi thì tôi hướng sang bên Zalo để trực tiếp gọi điện thoại để tư vấn cho khách cho dễ. Rồi tôi lừa là tôi sẽ đưa cho cái phần mềm, nghĩa là đưa cho cái đường link dẫn ấy, để đưa cho khách hàng. Khi khách hàng bấm vào đấy thì nó sẽ giao diện, nó sẽ hiện lên là có tất cả Facebook với Zalo, tất cả định vị ở trên đấy. Giao diện giống như thực chất là không có gì cả. Khi khách hàng muốn yêu cầu vào để xem kiểm tra thì tôi mới bảo là yêu cầu là bạn nhập cái số điện thoại của người bạn muốn theo dõi vào, ở dưới là cái mật khẩu. Thì cái mật khẩu đấy thì bạn phải bên bạn là phải mua, thì bên tôi mới cấp cho bạn. Thì do khách hàng đang nóng lòng tìm kiếm cái vụ việc trên đấy thì khách hàng sẽ chuyển tiền cho tôi. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng mạng xã hội đăng quảng cáo bán phần mềm định vị, giám sát điện thoại. Khi có người liên hệ thuê, Hùng sẽ liên hệ qua Zalo để hướng dẫn cách thức đăng nhập, mức phí thuê phần mềm. Nếu khách hàng đồng ý, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một số tài khoản ngân hàng do bọn chúng đưa ra. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho bọn chúng, số tiền này đã bị chúng chiếm đoạt và không thực hiện các điều khoản thỏa thuận cho khách hàng. Sản phẩm liên quan đến nghe nén, định vị, giám sát là những phần mềm chuyên dụng và không được bán trên các thị trường một cách công khai. Và cái hành vi mà bán như vậy, nếu có thì nó cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Nên là yêu cầu người dân là hết sức cảnh giác trước những lời quảng cáo, trước những cái đồn thổi về cái tính năng của những cái phần mềm này. Còn đây là đối tượng Phùng Việt Hùng, sinh năm 1991, trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là chủ nhân của hai website có tên miền là phần mềm theo dõi.com.vn và phần mềm theo dõi.net. Nhận thấy một số người dân có nhu cầu theo dõi định vị điện thoại, xem trộm tin nhắn, hình ảnh trên điện thoại của người khác, Hùng đã lập ra hai website để giao bán phần mềm, tài khoản theo dõi. Hùng đăng quảng cáo website có thể định vị GPS, đọc trộm, nghe lén được toàn bộ tin nhắn, danh bạ, số điện thoại liên lạc, thậm chí là toàn bộ nội dung chat, hình ảnh của người khác. Sau khi các bị hại cung cấp cho em số điện thoại của người muốn theo dõi thì em sẽ lên phần mềm trang web và em sẽ thêm cái số điện thoại vào cái đường link và em sẽ gửi cho bị hại. Đấy, sau đấy bị hại bấm vào đường link đấy thì sẽ hiển thị ra trang cá nhân của người bị hại muốn theo dõi. Thì sau đấy bị hại sẽ chuyển tiền cho em. Để chiếm đoạt tiền, khi khách hàng đồng ý mua thì Hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước rồi mới cấp tài khoản. Tuy nhiên, thực tế, website và phần mềm Hùng giao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác. Sau khi nhận tiền, Hùng tìm mọi cách trì hoãn, chặn số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tài sản. Mỗi nạn nhân bị Hùng chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng. Sao kê các tài khoản ngân hàng của đối tượng, ban chuyên án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng là hơn 2 tỷ đồng. Đây là một loại phương thức thủ đoàn tội phạm hoạt động khá mới. Các đối tượng đã lợi dụng cái tâm lý của một số người dân muốn biết theo dõi được bí mật giám sát đời tư của người thân, của bạn bè, của khách hàng thì và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để đạt được mục đích của mình. Trên cơ sở đó thì các đối tượng đã tạo lập các cái trang web, các cái kênh thông tin trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube để lừa bán các cái sản phẩm phần mềm theo dõi. Theo quy định của pháp luật, quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
là bất khả xâm phạm. Việc định vị, nghe lén, khai thác, kiểm soát thông tin của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp pháp luật quy định. Do đó, hành vi định vị, nghe lén là xâm phạm đến quyền nhân thân của người khác. Hiện các thiết bị nghe lén, quay lén nằm trong danh mục hàng hóa hạn chế nhập khẩu hoặc cấm nhập khẩu, có sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước. Chúng tôi khuyến cáo, một là người dân phải hiểu và xác định việc cài đặt các cái phần mềm theo dõi giám sát bí mật đời tư của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý và thậm chí là xử lý hình sự. Hai là người dân không vào các cái trang mạng, hạn chế vào các cái trang mạng chưa được kiểm duyệt, đặc biệt là các cái trang mạng có những lời mời chào mua các sản phẩm tính năng ưu việt như nghe trộm điện thoại hoặc là giám sát để tránh mắc bẫy của các đối tượng. Ba là người dân tuyệt đối không chia sẻ hoặc là cung cấp cái mật khẩu máy cho người khác. Nếu như có dấu hiệu hoặc phát hiện nghi vấn bị có giám sát thì nghe lén thì phải báo về các cái cơ quan chức năng. Việc tự ý sử dụng các thiết bị, phần mềm theo dõi, giám sát các hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần hiểu rõ về quy định này. Không vì tính hiếu kỳ mà tự ý mua hoặc thuê các phần mềm, ứng dụng để giám sát, định vị trên các trang mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.